Trung Cộng dội mưa bơm đạn thật ở Biển Đông tin tổng hợp. Bất chấp sự căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông, cuộc tập trận của Trung Cộng đang vào giai đoạn cao nhất. Ngày 28 tháng 7, nguồn tin Tân Hoa Xã cho biết, với sự tham gia của 100 tàu chiến, hàng chục máy bay, các tiểu đoàn hỏa tiễn thuộc Quân đoàn Pháo binh số 2 và các lực lượng chiến tranh thông tin đang tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, Hàng chục hỏa tiễn ngư lôi đã được bắn đi cùng với hàng ngàn quả pháo và bom trong cuộc tập trận bắn đạn thật để thử nghiệm khả năng phòng không và cảnh báo sớm cũng như cải thiện khả năng tác chiến nhanh của quân đội. Thời gian qua, Trung Cộng đã mở rộng lực lượng hải quân Hà Thủy hàng không mẫu hạm đầu tiên năm 2012 và tăng cường hàng loạt tàu chiến cũng như tàu ngầm. Bắc Kinh còn tiếp tục các chương trình trái phép xây nhiều đảo nhân tạo ở Biển Đông để sắp đặt vũ khí quân sự. Mạng tin China Military Online nói rằng quân đội Trung Cộng đã đạt được những đột phá mới trong nhiều lĩnh vực sẽ được thể hiện trong cuộc tập trận này, bao gồm việc bắn hạ các mục tiêu bay tầm thấp tốc độ cao, chiến tranh chống tàu ngầm và ngăn chặn hỏa tiễn chống hạm siêu thanh bằng tàu chiến. China Military Online cho biết những cuộc tập trận đã sử dụng mọi chiến thuật kỹ nghệ thông tin mà quân đội đang có để thực hiện nhiều tình huống giả, lập thám sát, cảnh báo sớm và phát hiện các mục tiêu trên không cũng như trên biển. Theo Tân Hoa Xã, một chỉ huy của hàm đội Hải Nam còn cho rằng những cuộc tập trận bắn đạn thật như thế này là cách thử rất hữu hiệu với các vũ khí mới và năng lực phối hợp tác chiến của quân đội. Cuộc tập trận dự định kéo dài 10 ngày bắt đầu từ ngày 23 tháng 7.